Phượng xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ năm ngày 16 tháng 5 năm 2019. Đến với bản tin Hoa Thịnh Đốn tối nay gồm có hai phần. Phần đầu là tin quan trọng và tiếng nói cử tri. Trong phần 2 là phỏng vấn linh mục Trần Công Vang tìm hiểu sinh hoạt 20 năm qua của Hội Việt Tộc. Để mở đầu, Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi tin quan trọng. Tổng thống Trump công bố kế hoạch thay đổi luật di trú Đề nghị của Tổng thống Trump sẽ chấm dứt chương trình sổ số để được vào Mỹ Visa Lottery Program. Hiện mỗi năm nhận vào 50.000 người đưa ra các điều kiện mới dựa trên khả năng chuyên môn và tài chính của di dân và giảm bớt số vào Mỹ theo cách đồng tụ gia đình. Sự thay đổi nói trên sẽ tăng gấp 4 lần số di dân được nhận vào nhờ khả năng chuyên môn cao, trong khi giảm mạnh số di dân được nhận vì có liên hệ gia đình. Hiện nay có khoảng 12% di dân được nhận vào Mỹ nhờ có việc làm hay khả năng chuyên môn cao, trong khi có tới 66% được nhận vì các liên hệ gia đình. Với chương trình mới, các con số này sẽ thay đổi, sẽ có chừng 57% được nhận vào theo khả năng chuyên môn, trong khi số vào Mỹ qua liên hệ gia đình sẽ giảm một nửa, còn 33%. Những người xin vào Hoa Kỳ sẽ được đánh giá theo một danh sách gồm các tiêu chuẩn như tuổi tác, có nói được tiếng Anh hay không. Các cá nhân này phải có được một công ăn việc làm với một mức lương trên một mức tối thiểu sẽ được ấn định cùng là các chính trị và bằng cấp. Những người hứa hẹn đầu tư và tạo công an việc làm cũng sẽ được ưu tiên cứu xét. Hoa Kỳ ra lệnh những công chức không tối cần thiết ra khỏi Iraq. Hoa Kỳ hôm 15 tháng 5 đã ra lệnh những công chức không tối cần thiết ra khỏi Iraq sau khi Hoa Kỳ lên tiếp bài tỏ lo ngại về đe dọa của các lực lượng dân quân Shia do Iran hỗ trợ trong một thông cáo, tòa đại sứ Hoa Kỳ ở Baghdad nói là bộ ngoại giao đã ra lệnh rút nhân viên ra khỏi cả tòa đại sứ ở Baghdad lẫn tòa tổng lãnh sự ở Erbil. Tòa đại sứ cũng nói là các dịch vụ cấp chiếu kháng bình thường ở cả hai nhiệm sở này đã bị đình chỉ. Hôm qua, quân đội Hoa Kỳ tái xác nhận quan ngại về có thể đe dọa tức thời từ Iran cho lực lượng của họ ở Iraq. Nhưng phó tư lệnh lực lượng chống IS ở Iraq, một ông tướng người Anh đã tỏ vẻ nghi ngờ nói ông không thấy có gì thay đổi. Trong khi Tehran thì nói đó là chiến tranh tâm lý. Washington cũng gửi thêm lực lượng đến vùng Trung Đông, kể cả hàng không mẫu hạm, phi cơ ném bom B-52 và hỏa tiễn Patriot trong một cuộc dịu dỏ dương oai. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói quyết định rút nhân viên không cần thiết dựa trên thẩm định an ninh, nhưng không cho biết bao nhiêu nhân viên sẽ được di tản. Tổng thống Trump sẽ ký lệnh cấm các công ty viễn thông sử dụng sản phẩm của Huawei. Thông tấn xã Reuters dẫn nguồn tin từ ba viên chức Hoa Kỳ nói là Tổng thống Donald Trump được chờ đợi sẽ ký một sắc lệnh tổng thống tuần này cấm các công ty Hoa Kỳ sử dụng các dụng cụ viễn thông làm bởi công ty có nguy cơ cho an ninh quốc gia, mở đường cho việc cấm làm ăn với tập đoàn Huawei. Sắc lệnh này vốn không nói rõ tên của các quốc gia hay công ty đã được nghiên cứu từ hơn một năm nay. Nhưng có nhiều lần bị hoãn, nó có thể bị hoãn lần nữa. Sắc lệnh này sẽ sử dụng đạo luật về quyền kinh tế quốc tế khẩn cấp, vốn cho tổng thống quyền điều hành thương mại để phản ứng với một đe dọa an ninh quốc gia cho Hoa Kỳ. Sắc lệnh này sẽ ra lệnh cho Bộ Thương mại làm việc với các cơ quan khác, thảo kế hoạch thực thi nếu được ký, sắc lệnh này sẽ đến vào một giai đoạn tế nhị trong liên hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc khi hai cường quốc đang tiếp tục trả đũa nhau về quan thuế. Washington tin dụng cụ do Huawei, công ty sản xuất smartphone lớn thứ ba trên thế giới, có thể được nhà cầm quyền Bắc Kinh sử dụng để đột nhập tin tặc theo dõi lén. Mỹ báo cáo giảm xếp hạng an toàn hàng không của Costa Rica xuống hạng 2. Cơ quan hàng không liên bang Hoa Kỳ FAA cho biết hôm thứ Ba 14 tháng 5, họ đã phát giác ra rằng Costa Rica không tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế và giảm xếp hạng của họ xuống hạng 2 Xếp hạng mới có nghĩa là các hãng vận tải của Costa Rica có thể tiếp tục dịch vụ hiện có đến Hoa Kỳ, nhưng sẽ không được phép thiết lập dịch vụ đến các điểm đến mới của Hoa Kỳ. Xếp hạng sửa đổi cũng có nghĩa là quốc gia Trung Mỹ thiếu luật pháp hoặc quy định cần thiết để giám sát các hãng hàng không theo tiêu chuẩn quốc tế tối thiểu hoặc cơ quan hàng không dân dụng. Direction General de Aviation Civil, DGAC của nước này, hoạt động không hiệu quả Xin nhắc lại, năm 1996, Costa Rica được chỉ định xếp hạng 1. FAA đã tiến hành đánh giá lại chất lượng dịch vụ của Costa Rica vào tháng 10 năm 2018 và đã gặp DGAC vào tháng 2 để thảo luận về kết quả này. DGAC đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận. Đại sứ Iran cáo buộc Mỹ hành động nguy hiểm để gây chiến. Đại sứ Iran tại Anh, Amas Abenichat hôm 14 tháng 5 cho biết chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thực hiện một trò chơi rất nguy hiểm nhằm nỗ lực kéo Iran vào một cuộc chiến không cần thiết. Ông nhận định Washington đã tính toán sai lầm nghiêm trọng khi triển khai tàu chiến và máy bay tới Vịnh Ba Tư để đối phó với mối đe dọa không rõ ràng từ Tehran. Đại sứ Bedi cũng phủ nhận việc Iran đứng sau vụ tấn công bốn tàu dầu của Arab Saudi, Na Uy và các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất UAE trên vịnh Oman hôm 12 tháng 5, hành động mà Mỹ mô tả là sự phá hoại. Chúng tôi đã chuẩn bị cho mọi tình huống. Trong khi đó, lãnh đạo tinh thần tối cao Iran, Ayatollah Ali Khamenei cho biết không bên nào muốn chiến tranh. Đây không phải là một cuộc đối đầu quân sự bởi chiến tranh sẽ không xảy ra. Chúng tôi và họ đều không muốn chiến tranh. Họ biết rằng điều đó không có lợi gì cho họ.